Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập Season 9 Skip the Zombie. Đã có hai cảnh quay đặc biệt được Monster Up tiết lộ. Nó không có quá nhiều những bí mật, nhưng sẽ giúp cho chúng ta sẽ có những giả thuyết hấp dẫn hơn về các diễn biến của tập phim tiếp theo. Và đó là những giả thuyết và thông tin gì? Các bạn nhớ xem đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh của mình, giúp mình đạt được 50k sub trong thời gian ngắn nhất nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và đừng quên rằng cuối video này lại là chuyên mục lên sóng TV nhá. Hãy xem bạn có bị mình đọc tên lên không nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu với tình tiết đặc biệt đầu tiên, sau khi Titan TV Man dịch chuyển rời khỏi cuộc chiến, hóa ra không biết bằng một cách nào đó, anh ấy đã có thể dịch chuyển ngay về nơi mà bác sĩ dịch hạch đang ở. Tại khung hình này, chúng ta thấy bác sĩ có vẻ như đang nghiên cứu và chế tạo một loại virus nào đó mới. Trên ống nghiệm này có dòng chữ tiếng Anh Snake với ý nghĩa rằng đó là rắn. Thật là khó hiểu đúng không mọi người? Không biết hắn ta định tạo ra thứ quái quỷ gì nữa đây? Bởi vì nếu bạn còn nhớ, với những ống nghiệm mà hắn ta đã từng nghiên cứu, trước đây, sau khi hắn đã tiêm vào một The Real Man rất bình thường, nhưng sau đó, The Real Man này lại có sức mạnh khá là đáng sợ, từ tốc độ cũng như tạo ra ảo ảnh và còn nhiều thứ khác mà có lẽ chúng ta chưa được thấy. Và có lẽ ngay cả TV Man này cũng vậy, sau khi bị hắn ta phát hiện ra là phản bội, anh ấy có lẽ cũng bị bác sĩ tiêm virus và đó chính xác là virus rơi. Vì chúng ta thấy, TV Man này có khả năng tạo ra được rất nhiều con rơi nhỏ và sức mạnh từ con rơi này thì không thể xem thường. Điều này khiến mình không dám hình dung mà cũng như tưởng tượng nếu như Titan TV Man của chúng ta bị tiêm ống nghiệm chữ rắn này. Không hiểu cơ thể và những khả năng gì có thể xuất hiện nữa, mình có đôi chút sợ hãi nhưng lại rất nóng lòng để chờ đợi xem Titan TV Man của chúng ta sẽ biến đổi ra sao. Tiếp tục đến với video, khi thấy Titan TV Man dịch chuyển đến, tên bác sĩ có hành động ly gián phe liên minh khi có những lời nói không tốt đẹp về họ. Họ đã lợi dụng bạn. Đó là lý do để kết thúc mọi chuyện. Đã đến lúc khiến bạn mạnh mẽ hơn và phá hủy bọn Spiderman và Sidonman nhé. Rồi lại một hành động âu yếm chạm ngón tay để chứng tỏ rằng tên bác sĩ như một người bạn, một người tri kỷ của Titan TV Zombie. Vậy là toang thật rồi các bạn ạ. Hắn ta đã dụ dỗ và sẽ nâng cấp cho Titan TV Man để anh ta sẽ có thêm những khả năng đặc biệt mới và giúp cho anh ấy mạnh mẽ hơn. Nhưng đồng thời nó cũng trở thành mối nguy hiểm rất lớn đối với phe liên minh của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng, ngoài trừ Titan Clockman ra, không biết liệu ai mới có thể đánh bại lại được Titan TV Man. Nhưng do Titan TV Man thời điểm này vẫn còn yếu nên chưa thể đủ năng lượng sử dụng trong thời gian dài được. Và hơn nữa, có vẻ như anh ấy đang bị kiệt sức sau khi cố cứu Titan TV Man. Ngay cả khi Sidonman đến lấy năng lượng mà Titan Clockman cũng không thể phản kháng. Kể ra mình cũng thấy thương cho Titan Clockman các bạn ạ. Được hiệp sĩ mời đến giúp đỡ, ai ngờ các nhân vật ở series Zombie lẻ mạnh quá khiến anh ấy bị ăn hành ngập mồm luôn ạ. Nhưng bên cạnh đó, mình còn đang đặt niềm tin vào một nhân vật nữa, đó chính là Sidonman. Anh ấy có thể hợp tác trở lại cùng với phe liên minh để đánh bại Titan TV Man. Mặc dù chúng ta đã từng thấy anh ấy không cùng phe liên minh, thậm chí còn đánh nhau với cả phe liên minh nữa. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, mục đích tộc Spiderman tự tách ra khỏi phe liên minh là vì họ muốn tự bản thân tiêu diệt lũ zombie. Vậy thì ít nhất rằng, cả hai đều chung mục đích là tiêu diệt lũ zombie mà thôi. Chính vì vậy, khi cả hai gặp nguy hiểm, họ sẽ liên minh lại với nhau. Giống như cái cách mà POV và Spiderman này, họ không đấm nhau nữa và quay sang chuẩn bị chống lại The Real Zombie. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình tiết thứ hai. Khi POV và Spiderman đang đuổi nhau ở trên tàu, ở ngọn núi phía xa, tên bác sĩ dịch hạch xuất hiện và ra lệnh cho zombie The Real Man này đi lấy USB lại. Sau đó, hắn ta rời đi. Còn The Real Man chân nhện thì cũng bay đến con tàu. Thực sự đến đây mình phải dành một lời khen cho tất cả các bạn, bởi vì các bạn quá xuất sắc khi đã đưa ra nhận định rằng làn khói đen mà POV đã nhìn thấy này chính là The Real Man chân nhện. Còn mình thì mình dự đoán sai bét đó là hiệp sĩ rồi các bạn ạ. Một điểm về chỗ. Ôi ôi anh ơi, anh cho em phân tích nốt cho các bạn đã nhé. Ngoài tình tiết này kết thúc, chúng ta còn thấy một bàn tay xuất hiện. Đó chính xác là của Titan The Real Man rồi. Nhưng nhìn vào màu sắc và các ngón tay này, đây chính là phiên bản The Real Man đã được nâng cấp. Có điều mình đang thắc mắc rằng The Real Man Zombie làm sao tự nâng cấp lên như vậy được. Theo như vị trí bàn tay trong video thì có lẽ đây là bàn tay phải, mà Titan The Real Man Zombie thì cánh tay phải của hắn ta là mũi khoan cơ mà.
con cánh tay này nếu quan sát kỹ, đây chính xác là phiên bản mới nhất của Titan The Real Man cho đến hiện tại. Chả có lẽ đây là Titan The Real Man trong tương lai hay sao? Anh ấy đã được hiệp sĩ bí ẩn mời đến từ khi nào? Thực sự, câu hỏi này mình vẫn chưa hề có đáp án. Nhưng nó sẽ đặt ra rất nhiều thắc mắc cho chúng ta. Hai tình tiết mới lại không có quá nhiều bí ẩn, chính vì vậy mình cũng không có gì để phân tích thêm các bạn ạ. Bởi vậy video này sẽ kết thúc ở đây. Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Hãy nhớ comment để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục lên sóng TV nha các bạn yêu. Đầu tiên mình xin được cảm ơn bạn PCEZZ Boom, cảm ơn bạn DJ Clock và cả bạn Kin1379 nữa nhá. Cảm ơn một bạn nào đó không có tên có một bình luận vô cùng hài ước. Anh phân tích trước như tiên tri vậy. Anh đừng có nóng, nếu nó ngoài đời thì nó sẽ cho nhà anh sáng nhất đêm nay. Đúng rồi, mình sợ thật bạn ạ. Cảm ơn bạn Vũ Bình và cả bạn Water Dragon đã bình luận nhiệt tình. Cảm ơn bạn Khải nữa nha. Chúc anh có nhiều thành công và sớm đạt 50k sắp nhé. Cảm ơn bạn Vim Lion và cả bạn gì nữa đây? Hên Trần Bình à, mình cũng không biết nữa. Cảm ơn bạn Thiện Nguyễn và cả bạn Tùng Lâm nữa nha. Và còn rất nhiều bạn mà mình chưa thể đọc tên hết trong video này được. Các bạn hãy tiếp tục nhiệt tình bình luận để mình nhớ và mình đưa các bạn lên các video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.